Chào tất cả các anh chị đang xem cái video này nha. Trong cái video này thì Xuyến sẽ chia sẻ với mọi người cái cách mà mình hái nấm. Ví dụ như đây là một cái nấm nó vừa hái nè. Mọi người nhớ là mình không có để nó quá già hoặc là hái lúc nó còn quá nhỏ. Ví dụ như cái chùm này thì nó còn quá nhỏ nè. Mình hái nó sẽ bị mất ký. Còn nếu như mình để quá già thì thứ nhất là cái nấm nó sẽ nhẹ lại, nó cũng sẽ bị mất ký, nhưng mà cái dinh dưỡng thì nó sẽ tốn dinh dưỡng nhiều hơn, có nghĩa là nó sẽ ảnh hưởng tới năng suất những lần sau. Rồi, ví dụ như mình muốn hái cái chùm nấm này thì đầu tiên á, mọi người nhớ giúp Xuyến là mình phải nắm cái cổ phôi. Cái cổ phôi chỗ cái ngón tay của Xuyến này nha. Cái cổ để mình lắc. Mình lắc nhẹ trước. Lắc nhẹ trước cho cái chân ở trong đó, nó đứt ra. Rồi sau đó mình mới nắm cái chùm nấm nè, mình nhổ ra. Nó thì lúc này nó sẽ ra hết cái chân. Hết cái chân và cái cổ nó rất là sạch, mình vệ sinh sẽ không có cực. Còn ví dụ như trong trường hợp mà mình không nắm cái cổ mình lắc trước mà mình nắm cái, ví dụ như đây. Cái bịch phôi này, Xuyến không lắc cái cổ trước mà Xuyến nắm Xuyến bẻ ngang. Hên quá. Nói chung trường hợp này á thì đây nè, mọi người thấy không? Nó sẽ bị đứt cái chân màu trắng còn lại nè. Đó. Đó, mà mình phải vệ sinh rất là cực, tại vì khi mà mình vệ sinh á, là mình phải móc hết cái chân cũ, tại vì nếu như không móc hết thì nó sẽ rất là dễ bị hư cái bịch phôi. Sau khi thu hoạch mình móc hết rồi mình đóng cái nắp màu đen lại, mình để khoảng 2 tuần, rồi mình mới mở nắp ra, mình tưới tưới để cho nó ra nấm lần tiếp theo đó. Mọi người nhớ giúp Xíu nha, khi mà mình hái thì mình phải lắc, nắm cái cổ mình lắc trước, lắc cho nó ra, cho nó đứt cái chân, sau đó mình mới mới rút cái chùm nấm ra, chứ mình không có nắm ngang, cái chùm nấm mình bẻ ngang thì nó sẽ đứt chân nha. Tạm biệt mọi người.